Nhảy đi, con nhảy cà tưng đi. Ừ, đi ra nhảy đi. Ok. Con nước miếng tùm lum ghê quá đi. Ghê quá đi trời ơi. He he. He he. He Nè. he. Ba. Ba. Ý. Ý. Ai gì 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 đó. Ai gì 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 đó. Đây rồi. Đây là. Đấy đây rồi. Sao? Nên là mẹ cũng cho con chơi cái này. Chơi chút xíu à, chơi khoảng 2-3 phút thôi. Không có chơi chơi nhiều. Mà có vẻ bạn thích cái cái bao nước này hơn nè. Thích cái bao nước hơn đúng không con? Nhìn bao nước thôi hả? Ê, chụ 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 chụ. Chán chưa mẹ ẵm ra. Chán chưa mẹ ẵm ra. Ôi trời ơi, chán chưa? Nhìn cái mấy con cá ở dưới không à. Không chịu nhúng. Cái đứng cái tướng kìa. Cho con nên chơi cái này để con dạng cái chân của con hơn. Con hay gồng người lắm. Gồng người cứng nhắc à. Nhảy ẩm ra nha. Nãy giờ 3 phút rồi đó. Nay cho chơi 5 phút luôn nha. Trời ơi, ông đứng yên giống như bị chụp hình rồi. Nhiễu. Nhiễu. Nhiễu vãi. Trời ơi, nhiễu dữ rồi đó. Nhiễu lên cái đó là con đi không bị trượt á. Đúng rồi, con đứng lên con nhảy đi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi à. Đây rồi ơi. Đây rồi à. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Rồi, nó nho dữ hen. Sao con nhảy đi, con nhìn mấy chú cá hoài vậy, con nhún nhảy đi. Bây giờ là 7:30, con được chơi khoảng 1 tiếng nữa là con phải lên ngủ rồi. Ồ, ông lắc dữ vậy, lắc quá lắc rồi.
Ra nha, 5 phút rồi. Ok. Rồi. Hết chơi xích đu, bây giờ ngồi coi tivi. Mắt. Con ngồi coi tivi hả? Ngồi coi tivi đi. Mẹ quay vậy thôi à. Mẹ quay vậy thôi à, đừng có quan tâm tới mẹ. Ơi, coi tivi chưa? Tìm chiếc bánh mặt cười. Tìm được rồi. Thích coi chương trình này lắm phải không con? Thích quá hả? Tay gà thích cái đó quá hả? Lâu lâu tương tác camera một chút phải không? Rồi thôi con chào quý ông bà cô chú nha. Bây giờ là con coi tivi tí xíu là con lên con ti một bình sữa. Thế là tay rồi sẽ ngủ từ 9 giờ đến 8 giờ sáng nha. Bye bye bà cô chú nha.